sức mạnh của thần lộ đào quá lớn nên trực tiếp đẩy lùi Liệu Tam ra xa. Nhân lúc đối phương đang mất phương hướng, hắn nhanh chóng xuất ra Hỏa Hải Liều Nguyên tấn công. Lão ta nhảy lên không trung rồi lao tới chặn đòn ngược lại. Liệu Tam dùng lưỡi đao đánh xuống đất nhằm tung hỏa mù đánh Niệm Băng, và nhưng hắn lại không ngờ rằng tuyệt chiêu đó lại phản chủ. Ngay khi bụi mù kết thúc thì một tia băng sắc nhỏ đã lao tới đâm xuyên thái dương khiến lão chết ngay tại chỗ. Đáng đời cho dâm tặc, cái như Liệu Tam có chết cũng không đền hết tội được. Niệm Băng lạnh lùng xuất ra hỏa nguyên tố thiêu đốt thi thể. Ngay từ ban nãy, Liều Nhị đã phát hiện ra đấu khí của Liệu Tam nên chạy tới xem thì phát hiện ra đệ đệ của mình đã chết. Gã tức giận cầm kiếm lao từ trên cao xuống tấn công Niệm Băng. Đồng thời không quên tra hỏi, kẻ trước mặt là ai mà to gan tới như vậy, nam chính đâu có ngu mà tự khai ra thân phận của mình. Vậy nên chỉ có thể trả lời rằng mình là ma sát sứ. Thấy đối phương không dám tiết lộ thân phận của mình, Liều Nhị vô cùng tức giận, gã quyết định hôm nay phải khiến cho tên to gan này sống cũng không được mà chết cũng không xong. Gã nhanh chóng lao lên tấn công, Niệm Băng dùng thần lộ đào để chống đỡ rồi nhân cơ hội xuất ra hỏa ma pháp đẩy lùi đối phương ra xa. Liều Nhị xuất ra tam đào tấn công khiến Niệm Băng chỉ biết chống đỡ. Hắn thừa biết rằng thực lực của Liều Nhị mạnh hơn Liệu Tam rất nhiều, không thể cứng rắn đối chọi mà phải nghĩ cách thoát thần trước. Hắn nhảy lên không trung rồi tung lưỡi đào bằng ma pháp tấn công, tạo ra một vụ nổ địa chấn. Nhân lúc đối phương không để ý, hắn lập tức quay xe bỏ chạy. Liều Nhị đương nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, cho nên tiếp tục truy đuổi đến tận cùng trời cuối đất. Bị đuổi đến đường cùng, không còn cách nào khác, Niệm Băng liền xuất ra hỏa diễm bích lũy tạo thành một bức tường lửa. Thấy vậy, Liều Nhị cũng triệu hồi ra một con mãng xà khổng lồ lao đến phá vỡ bức tường lửa. Nhân lúc gã không để ý thì Niệm Băng đã nhanh chóng xuất ra băng tinh truyền tống bỏ chạy, thành công chạy thoát. Gã không còn cách nào khác là mang theo cơn tức giận quay về. Vì nam chính đã sử dụng thần lộ đào nên tung tích đã bị bại lộ. Băng tuyết nữ thần biết băng thạch vẫn còn đang ở trong băng tuyết thành, cho nên nhanh chóng phái đám người đại tế tư đến đó tìm kiếm. Lúc này, Niệm Băng đang bước đi chập chững ở phía bên ngoài thanh phong trại. Sau cuộc chiến, hắn đã bị thương nặng, đến nỗi đi còn không vững. Hắn xuất ra thủy liệu thần để chữa thương. Tuy chỉ biết một chút thuật trị liệu sơ cấp, vậy nhưng ít nhất cũng có thể cầm máu được. Niệm Băng treo tường tiến vào trong hoa viên thì nhìn thấy Tuyết Tĩnh đang còn ở luyện kiếm khí. Nghe tiếng động, cứ tưởng là có thích khách, nên Tuyết Tĩnh lập tức cảnh giác dương kiếm về phía kẻ đột nhập. Niệm Băng đành giải thích rằng mình bị lạc đường rồi rời đi. Nhưng không ngờ rằng lại bị Tuyết Tĩnh tóm bay lên nóc nhà. Hắn buộc phải đóng vai nghệ sĩ nhân dân, giả vờ giả vịt cho chân để được Tuyết Tĩnh kéo lên. Vô tình hành động này lại xảy ra chút thân mật ngoài ý muốn. Hai người ngượng ngùng mắt chạm nhau, suýt chút nữa thì môi chạm môi. Vậy nhưng Tuyết Tĩnh lý trí hơn, nàng nhanh chóng đẩy Niệm Băng ra xa rồi tát cho hắn hai phát vào mặt, cho tỉnh mộng. Hai người ngồi trên mái nhà tâm sự chuyện tình đơn phương thì biết được nàng ta đang thích thầm một đại kiếm sư huynh cao to đẹp trai, vậy nhưng không phải da đen, cho nên mới có nhiều tâm sự trong lòng như vậy. Tâm sự xong, Niệm Băng liền thất tha thất thểu quay về nhà bếp thì gặp Lý Thúc, ông ta đã đợi hắn cả ngày trời. Niệm Băng đành lấy cớ ra ngoài mua chút đồ, vậy nhưng vật giá ở băng tuyết thành quá đắt nên không mua được thứ gì cả. Lý Thúc nghe vậy liền rủ lòng thương xót rồi bảo Niệm Băng quay về phòng nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng, hắn liền xuất ra thủy liệu thần trị liệu vết thương trên cơ thể. Đợi cho cơ thể ổn định thì hắn lại tiếp tục tu luyện ma pháp. Lúc này Tuyết Tĩnh đã quay trở về phòng, dường như nàng ta đã bắt đầu rung động với Niệm Băng. Nàng nhớ lại lúc cùng hắn ở trên mái nhà mà trong lòng không ngừng thổn thức, rồi ấy nấy suy nghĩ rằng không biết cái tát bàn nãy có mạnh tay quá hay không. Sáng hôm sau, Niệm Băng vừa mở mắt đã thấy Lý Thúc dậy từ sớm để che củi. Bỗng nhiên, Tuyết Tĩnh đi tới bảo hắn cùng đi tới nhà bếp với mình. Lúc này các tiểu đầu bếp của thành phòng trai đang chuẩn bị những món ngon dâng lên cho thực khách. Các món ăn ở đây đều luôn phải đảm bảo được độ tỉ mỉ và hương vị phải chạm đến trái tim của thực khách. Chính vì vậy, đầu bếp chính phải luôn quan sát thật chặt chẽ, vị đầu bếp đó chính là Minh Nguyên. Vừa mới chạy xuống đến nơi thì Tuyết Tĩnh đã nũng nịu với ông ta rằng lâu lắm rồi mình vẫn chưa được ăn món kim hương khuyên do chính tay ông ta làm. Nhưng tâm tư trong lòng nàng đã bị ông nhìn thấy. Hóa ra là nàng muốn Minh Nguyên chỉ dạy cho Niệm Băng chứ không phải là mình. Thấy Tuyết Tĩnh xem trọng tiểu tử đó như vậy nên ông cũng cho hắn một cơ hội để học hỏi. Kim Hương khuyên ông ta chỉ làm một lần duy nhất, học hỏi được bao nhiêu thì phải tự dựa vào bản thân. Minh Nguyên dẫn Niệm Băng và Tuyết Tĩnh xuống dưới bếp của mình. Từ cách trộn bột, nhào bột cho tới cách thêm hương liệu đều rất tỉ mỉ. Khi nhào bột thì cổ tay phải dùng thật nhiều lực. Tuần tự hướng nặn bột cũng không giống nhau. Niệm Băng chưa từng thấy một đầu bếp nào lại nặn bột theo hướng ngược lại như vậy. Sau khi cắt bột thành những sợi thon dài thì ông ta lại thả chúng vào trong chảo nóng. Đợi tới khi vừa chín thì dùng đũa tạo thành hình tròn.
Cuối cùng món ăn cũng được hoàn thành, Niệm Băng nếm thử một miếng. Không ngờ chúng lại vừa xốp vừa giòn như vậy. Chỉ mới chạm nhẹ mà đã vỡ tan, hơi nóng trong kim hương khuyên của lấy đầu lưỡi, đem mùi hương đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến người ta như đang nằm trong làn sóng. Vì đồ ngon đã làm lay động đến từng thớ thịt của Niệm Băng, khiến hắn vui mừng, đọc khẩu quyết làm kim hương khuyên, khiến Minh Nguyên bất ngờ. Hắn đành bịa ra chuyện, ngày trước đã từng nghe một người bán hàng bên lề đường nói, cảm thấy rất giống với kim hương khuyên nên thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng nào ngờ điều đó lại khiến Minh Nguyên tức giận, cho rằng nếu như ai cũng biết khẩu quyết này thì ông cũng không cần làm chủ bếp nữa. Ông hỏi thăm lai lịch của hắn, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng không biết giải thích thế nào với ông ta, thì một tên tiểu nhị hốt hoảng chạy tới báo rằng Liệu Tam chết rồi. Liệu nhị nói rằng là do Tuyết Tĩnh đã giết hắn, Niệm Băng nghe vậy liền bắt đầu lo lắm. Minh Nguyên nhanh chóng dẫn Tuyết Tĩnh đi gặp phụ thân của nàng là Tuyết Cực. Tuyết Cực muốn biết rõ ràng chuyện xung đột giữa nàng và Liệu Tam, còn cảnh báo rằng ngày hôm nay Băng Tuyết Nữ Thần sẽ tới đây nên sợ rằng tình hình xấu đi sẽ còn lan rộng. Một canh giờ sau, Băng Tuyết Nữ Thần đã mang theo đám hộ bình tiến đến đại điện của Công hội Ma Pháp Sư. Những người đứng phía dưới gồm có Long Chí, hội trưởng Công hội Ma Pháp Sư, cha con nhà Tuyết Cực, Hầu Tức Nặc Á, Ma Tức Lạc Hào và Liệu Nhị. Băng Lỗ đứng ra thông báo rằng viên đá băng thần bị mất đang ở Băng Tuyết Thành. Hắn ra lệnh cho các hạ thần đóng chặt cổng thành, lục soát từng ngóc ngách cũng phải tìm cho ra được viên đá trong vòng 3 ngày. Nghe thấy vậy, Hầu Tức Nặc Á liền tái mặt. Trong thành có rất nhiều thường hội, đóng chặt thành 3 ngày e rằng sẽ khiến cho bọn họ bất mãn. Đột nhiên, Băng Tuyết Nữ Thần bộc phát lực lượng đe dọa khiến các hạ thần đều sợ hãi. Băng Lỗ tiến lại nhắc nhở Nặc Á khiến ông ta nghe xong liền sợ hãi và hứa rằng sẽ cố gắng dốc toàn tâm toàn lực để tìm cho ra viên đá. Hắn cho biết, hôm qua viên đá đã tàn phát ra năng lượng, người làm ra chuyện này chính là Ma Pháp Sư hệ Băng. Liệu Nhị biết ngay kẻ mà đêm qua mình chiến đấu chính là kẻ đang giữ viên đá Băng Tuyết Nữ Thần. Vừa vặn, hắn đang muốn nhân cơ hội này để lật đổ thành phòng chày. Vậy nên tiến lên bẩm báo rằng tối qua trường quầy Liệu Tam đã bị một kẻ thần bí giết chết. Người đó tự xưng là Ma Sát Sứ. Thi thể bị lửa thiêu đen thui, trên đầu còn kết một tầng băng xương. Một lúc sau hộ bình đưa xác của Liệu Tam tới, Băng Lỗ lập tức khám xét thi thể rồi đưa ra kết luận. Liệu Tam bị mũi băng được khóa thành tự bằng nhẫn thuật giết chết. Ma Pháp Sư thấp kém tuyệt đối sẽ không thể làm ra chuyện này. Người giết hắn là một Ma Pháp Sư hệ Băng có khả năng khống chế ma pháp cực mạnh, có thực lực của Ma Đạo Sĩ là Băng và Hỏa. Có thể là có hai tên sát thủ, mà tên Ma Pháp Sư hệ Băng kia cũng có thể chính là người mà bọn chúng đang tìm kiếm. Lúc này, Niệm Băng đang che cùi cùng với Lý Thúc thì có một tên sắc sực đi tới. Gã ta là phó bếp Phùng Bảo. Mục đích tới đây chính là để gây sự vì ban nãy Nam Chính được Minh Nguyên ưu ái. Gã đe dọa sẽ đuổi Niệm Băng đi, vậy nhưng Nam Chính lại không sợ, còn cho rằng đối phương chẳng có tư cách gì để đuổi mình đi cả. Cũng may là có Lý Thúc ở đó nói đỡ vài lời cho Phùng Bảo bớt giận, chứ nếu không hai người bọn họ đã xảy ra màn xung đột tay chân. Trước khi quay lưng bỏ đi, gã còn nói rằng Băng Tuyết Nữ Thần sẽ đến thanh phong trai rồi dặn dò Niệm Băng và Lý Thúc, che cùi xong thì mau chóng mang đến nhà bếp. Bầu không khí ở trong đại điện của Công hội Ma Pháp Sư đang rất căng thẳng. Tên Liệu Nhị thừa nước đục thả câu mách chuyện hôm qua Liệu Tam và Tuyết Tĩnh đã xảy ra xô xát với nhau, nên tất cả ánh mắt nghi ngờ đều đang hướng về nàng. Tuyết Tĩnh đứng ra giải thích, bởi vì thấy Liệu Tam đi chiều gái lại còn bắt nạt người khác nên mới ra tay dạy dỗ. Tuyết Cực cũng đứng ra làm chứng rằng đêm qua đứa con gái của mình vẫn luôn ở nhà, không có đi ra ngoài. Liệu Nhị đem chuyện đấu khí của nàng là thuộc tính hòa nói ra. Tuyết Cực tức giận lao tới tóm cổ tên kia rồi phản bác, con gái của mình đúng là đấu khí thuộc tính hỏa, vậy nhưng người giao thủ với hắn lại là Ma Pháp Sư hệ hỏa. Lẽ nào ngay cả võ đấu giả và Ma Pháp Sư mà hắn cũng không phân biệt được? Liệu Nhị tung chiêu đẩy lùi Tuyết Cực, cả hai nhanh chóng lao vào choảng nhau. Đang đánh xuống tay thì Tuyết Băng Nữ Thần xuất thủ đánh cho hai người sấp mặt. Liệu Nhị vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn lại quay sang đổ tội cho Long Linh. Được biết, Long Linh là bạn tốt của Tuyết Tĩnh, nàng ta cũng là Ma Pháp Sư hệ Băng. Hơn nữa, thiên phú xuất chúng, không chừng thanh phong trai và công hội ma pháp sư cấu kết với nhau để hại chết Liệu Tam. Nghe những lời này, Long Chí liền đứng ra phản bác. Ông lấy danh dự của hội trưởng ra đảm bảo rằng người của công hội tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện này. Nhưng để trả rõ ràng thì Băng Tuyết Nữ Thần vẫn hạ lệnh cho người trả xét công hội ma pháp sư. Tuyết Cực và Liệu Nhị đi theo Băng Lỗ để tra khảo, vì tên ma sát sứ đó che mặt, trời lại tối, vậy nên Liệu Nhị không nhận ra được đặc điểm nào cả. Miệng của hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tuyết Cực, thể hiện sự nghi ngờ, khiến ông ta điền tiết lao tới tấn công. Hai người nhanh chóng lao vào choảng nhau. Chưa đầy 1 phút 30 giây thì Liệu Nhị đã bị Tuyết Cực tóm cổ thêm lần nữa. Đúng là cái mồm hại cái thân.
Băng Lỗ lên tiếng can ngăn, cho rằng Thuyết Tĩnh có tội hay không thì Băng Thần Tháp sẽ tự phán xét. Lần lượt các thành viên của công hội bị Băng Thần Tháp tra khẩu. Lý Đắc rất tức giận với tên Băng Giàn, dù lão ta có giải thích bao nhiêu lần, rằng đêm qua mình một mực ngồi thiền ở trong phòng thì hắn vẫn không tin. Vậy nhưng do trên người không có khí tức của viên đá nên loại bỏ được hiểm nghi. Còn về phía Long Linh, sau khi ăn tối xong thì quay về công hội, chưa từng ra ngoài. Trên người của nàng ta cũng không có khí tức của viên đá. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng nam chính có bị bại lộ thân phận? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!